Mến chào các bạn. Hôm nay thì thật sự là Trung thu cũng trễ lắm rồi. Trung thu từ hôm bữa thứ hai mà mình có nói với các bạn là mấy hôm nay á, là tụi mình bị cảm á. Tự nhiên đầu mùa thu là vợ chồng con cái mình là cảm hết luôn. Cho nên là hôm bữa tối thứ hai là cái ngày rằm tháng 8 á, thì mình cũng có ra đây mình cúng bánh trung thu, cúng trăng. Cúng xong rồi thì trời đợi trăng lên thì cũng lạnh quá, cho nên là mình đi vô mình cũng không có rủ ông xã với lại con gái ra. Mà hôm đó thì con gái cũng có bài nhiều lắm, cũng không ra với mẹ được luôn. Đấy là, thế là mình cứ lụi khụi cúng với ông xã rồi đi vô trong, cũng không có ăn bánh trung thu, ngắm trăng gì hết. Tại vì bệnh đó, mà hôm nay thì ông xã mình cũng còn bệnh lắm. Tại vì mình bệnh trước rồi mình lây cho ông xã, lây cho con gái. Rồi bây giờ ông xã mình là cái người mà coi như gọi là hốt hụi chót đó các bạn. Hôm nay anh cũng còn mệt lắm cho nên không có ra tham dự cái buổi ăn bánh trung thu với mình chia sẻ với các bạn. Thì năm nay á, mỗi năm thì mình có mua bánh trung thu. Thứ nhất á, là mình mua bánh để mình biếu cho ba mẹ, để ba mẹ mình cúng ông bà, cúng Phật ha. Cho nên là mình thường hay mua bánh chay, rồi mình cũng mua bánh mặn. Thì năm nay thì anh hai chị hai của mình á, thì cũng cho mình thêm một cái hộp bánh này nữa nè. Mình cũng không biết là bánh gì, nhưng mình cũng nói chứ trời ơi, không có mua cho anh chị mà anh chị còn mua cho tụi em, thì chị hai mình nói ăn cho vui. Thì mình mở ra thì mình thấy là giống như là cái bánh bía vậy đó các bạn. Đó, cái này là cái bánh bía ha. Thì mình thấy hình như là trong cái hình á, thì là hình như là bánh nhân đậu mà có trứng trồng đỏ, trứng một vịt muối á. À, thì mình cũng sẽ cắt ra mình chia sẻ với các bạn thử ha. Rồi mình cũng có mua hai hộp bánh trung thu cho nhà mình. Một hộp bánh chay thì mình cúng Phật, còn một hộp bánh mặn thì mình cúng trăng. Cho nên là mình cũng chia sẻ. Rồi sau đó thì cái người lối xóm của mình á, người bạn ở hàng xóm của mình đó, Si đi qua bên Hồng Kông á, thì Si cũng có mua tặng cho mình là cái hộp bánh này nè. Đó, hộp bánh này á là Si mua ở bên Hồng Kông. Mà hộp bánh này là sao con gì đó? Nó là nổi tiếng nhất của cái hiệu nổi tiếng của Hồng Kông. Đó, cái hiệu nổi tiếng nhất của Hồng Kông. Tại vì Si về Hồng Kông thăm gia đình đó, thì Si mua tặng cho vợ chồng mình cái hộp bánh này cũng rất là ngon. Cái bánh này là cái bánh nào đâu nè, mẹ quên rồi. Đó, là cái bánh này nè các bạn. Mình nhìn thấy cái hộp á thì mình cũng nghĩ là ngon lắm rồi, nhìn nói là cái hiệu này là nổi tiếng, một trong những hiệu nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Thì mình nghĩ là Si mà hai vợ chồng của ông bà mà mua tặng cho mình thì chắc cũng ngon, mà khi mà mình cắt ra ăn thì thật sự ngon thiệt. Đó, cái này là bánh hạt sen trứng đó. Đó, đây là một cái bánh nữa ha. Rồi mình cũng có mua ông xã mình á, thì lại thích ăn bánh thập cẩm đó. Thì kỳ này á, mình mua hai loại. Cái này á, gọi là thập cẩm bầu ngư. Đó, cái này là thập cẩm bầu ngư ha. Còn cái này á, thì mình mua thêm một cái loại thập cẩm khác nữa là thập cẩm giam bông gà quay đó các bạn. Thì hôm mà mình mua đó thì cái cô bán á, cô thật tình lắm, cô cái người chủ tiệm bánh á thì kêu mình mua bánh này là bánh hạng nhất của tiệm đó. Thì mình cũng định mua rồi, thì cái này thì nó có thịt quay hay bò thì cũng có thịt gà bầu ngư gì đó với cá gì đó. Nhưng mà cái cô mà đứng bán bánh cho mình á thì cô khuyên mình mua bánh này, tại vì cái bánh này á nó rẻ hơn cái bánh này 4 đồng. Nhưng mà cô nói thật sự nó cũng không có cái different gì hết trơn á. Chị đừng có mua mấy này chi, chị ăn cái số này á, số 2 này á là cũng ngon lắm rồi, mà chị xê được 4 đồng một cái. Cho nên là mình nghe lời cô mình mua để mình ăn thử coi như thế nào ha. Đó, thì bây giờ hôm nay chắc có lẽ là mình sẽ cắt ra thử một hai cái thôi, chứ nhiều quá thì mình cũng ăn không hết. Ở nhà mình á, con rót trà từ từ được rồi đó con. Ăn bánh trung thu á là phải ăn với trà, uống với nước trà phải không các bạn? Và phải ngắm trăng. Nhưng mà hôm nay thì mình không biết, giờ này trăng có lên không, hôm nay trễ quá chắc cũng không có trăng. Thì ở nhà mình á, cái người mà hảo ăn bánh trung thu nhất á là ông xã của mình. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay anh không có thể tham dự với tụi mình, là tại vì anh còn bệnh dữ lắm luôn. Cái miệng anh, mình rủ anh ra thì anh nói anh cái miệng anh còn lạc lắm, anh ăn anh không có thưởng thức được gì hết. Nên thôi anh xin phép là sẽ không tham dự với vợ với lại hai mẹ con mình ha các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt ra, không biết xé ra được không đây á. Thôi được rồi con. Đây. Mình cũng còn cảm quá luôn. Mình có cắt cái bánh này cho con gái mình ăn thử, thì con gái mình thích nhất là cái bánh này. Trong tất cả các loại bánh mình mua ở nhà thì con gái mình thích nhất là cái bánh của cái người bạn của mình, hay là chồng người bạn của mình đi bên Hồng Kông á, mua về cho mình.
Đó, thì mình sẽ cắt ra mình chia sẻ với các bạn nha. Mình cắt bánh trung thu cũng rất là dở luôn. Mỗi lần mà ăn bánh trung thu là ông xã mình cắt không à. Các bạn biết không, anh cắt bánh trung thu rất là hay. Anh cắt một cái bánh trung thu, anh sẽ cắt ra làm 8. Tại vì anh nói là ăn cái này, ăn bánh trung thu là phải ăn từ cái miếng nhỏ nhỏ, cắn nhỏ nhỏ, từ từ nhai rồi uống trà nhâm nhi. Mình thì mình cắt dở lắm, mình cắt làm 4 thôi. Tại vì cắt nhỏ, càng nhỏ thì nó càng vụn ra. Còn anh cắt làm 8 mà anh sắp lại, các bạn nhìn đó, là các bạn cũng tưởng như là cái bánh chưa có cắt rồi. Đó, rồi mình sẽ cắt một cái bánh, cái này gọi là thập cẩm xăm bông gà quay. Con muốn ăn gà quay hay con muốn ăn bầu ngư? Cái nào cũng được hả? Hình như ngày hôm qua mình có bắt gà quay rồi, hôm nay mình cắt bầu ngư thử đi. Cái bánh này là mình mua tại vì mình thấy là nó là hạng nhất của tiệm nên mình mua thử nha các bạn. Nhưng mà thật sự là cái cô mà bán cho mình là cổ nói chị đừng có mua cái này nhiều, mua cái này nhiều mắc hơn 4 đồng mà ăn nó cũng giống như là cái số 2 thôi. Cho nên là mình cũng tin cô, mình mua cái loại số 2 nhiều hơn. Cái này là thập cẩm bầu ngư gì đó. Đó, thôi thì mình cũng cắt cho con gái ăn thử. Nhưng mà thật sự con gái mình nó không có thích mấy cái loại mà có hạt nếp như thế này, đồ này nọ lộn xộn, nó không thích. Giống mình hồi nhỏ đó, mình hồi nhỏ thật sự trung thu thì mình rất là thích. Là mình được đi chơi lồng, mình được đốt lồng đèn ha, chứ đi chơi lồng đèn thì cũng chưa chắc. Mình chơi vòng vòng ở trong nhà không. Nhưng mà mình được đốt lồng đèn, mình được này nọ thì mình thích. Nhưng mà ăn bánh trung thu mình cũng không có thích lắm nữa. Tại vì bánh trung thu hồi xưa ông ngoại mình với ba mẹ mình thì thích, người lớn thì thích ăn bánh thập cẩm này nọ mà mình không có thích. Mình nói sao bánh thập cẩm thì nó có vỏ quýt đơ cộng á, sao mà nó the the mình ăn không được. Mình cũng ăn bánh đậu xanh với hột sen không à. Còn cái bánh này là cái bánh của anh hai chị hai mình cho nè, đó. Cái này mua ở chợ Mỹ. Hình như này như cậu hai mua ở Costco á. Bây giờ chợ Mỹ cũng có. Đúng rồi. Chợ Mỹ bây giờ họ cũng biết mà người Á Đông mình cũng tổ chức festival á các bạn, cho nên họ cũng bỏ bánh vô nhiều lắm. Ồ thấy cũng hấp dẫn quá ha các bạn. Dạ, rồi anh hai chị hai có coi video này thì chào Phương với Hùng với Cookie, cảm ơn hai chị hai nha. Bánh thấy ngon quá nè. Đó. Rồi. Đây là những cái bánh mà mình cắt. Mình chia sẻ với các bạn. Cái này là ăn bánh trung thu trễ ha các bạn ha. Tại vì như mình có thưa với các bạn á, mình bệnh quá chừng luôn, mình nên cắt tuần luôn á, hôm nay mới là có thể ngồi dậy được. Với lại con gái của mình mới thi cử xong á. Mình cũng, con có muốn mẹ chia sẻ con về con như vậy không? Mình cũng xin chia sẻ với các bạn là cái mùa hè năm nay thì thật sự tụi mình cũng bận lắm. Là tại vì con gái của mình thì Si đã hoàn tất chương trình 4 năm Biology Chemistry tại trường University rồi ha. Thì đã học xong lấy cái bằng 4 năm. Bây giờ thì đang về nhà ở với ba mẹ để chuẩn bị những cái lớp requirement. Sẽ có hai con đường mà bé nó sẽ đi, đó là một là bé sẽ lấy master, lên master, hai là bé sẽ vào một cái program về một cái program về healthcare gì đó đó. Thì hiện giờ thì Si cũng đang repair hết hai con đường, nên là cũng còn phải lấy lớp nhiều lắm, nhưng mà nói chung là sẽ được về nhà ăn cơm của mẹ một thời gian trước khi là bước vào một cái giai đoạn mới, một cái trang sách mới, là học lên thêm một cái cấp nữa. Thì bé mới ra trường hồi tháng 5, cuối tháng 5 đấy các bạn, là tốt nghiệp bằng 4 năm rồi đó. Cho nên là bây giờ thì tạm thời là về với ba mẹ ăn cơm của mẹ để đi học tiếp. Rồi, thôi bây giờ thì mình bắt đầu ăn bánh trung thu. Trà còn nóng. Nước trà còn nóng ha. Trần nóng vậy mới ngon lắm con. Bây giờ con ăn bánh gì trước nè. Đó, con ăn bánh gì con thích trước đi. Thì mình nói đó, cái bánh này nè các bạn. Cái bánh này là cái người bạn của mình nè, các bạn nhìn coi. Đó, mắt nhìn kỹ coi. Không biết là sao mà họ làm khéo đến nỗi là cái da hả, cái da bánh nó mỏng như là một miếng giấy vậy các bạn. Mình không nhìn thấy cái da bánh luôn. Cái bánh này mình mua ở một cái tiệm cũng tương đối là nổi tiếng ở cái vùng Bay Area của mình ha. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy được cái da bánh nó còn hơi dày dày ha. Còn cái bánh này là cái bánh của người bạn của mình mua từ ở bên Hồng Kông qua đó. Si cầm tay về cho mình đó. Là cái bánh này con gái mình nó ăn nó mê, thiệt là mê. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái vỏ bánh nó mỏng như là cái tờ miếng giấy vậy đó. Đó, là cái hột sen nó rất là thơm, rất là dẻo. Hột sen nguyên chất không có pha. Thường thường người ta làm hột sen người ta hay pha thêm đậu rồi này vô hết. Cho nên là
cái độ mịn dẻo của cái hạt sen với thơm á nó không có ngon. Còn cái này là hoàn toàn mình thấy là mình ăn vô mình thấy là một hạt sen 100% luôn ha. Hai cái này giống giống nha. À, hai cái này giống giống, bánh này của cậu hai, cô hai nè, đó. Giờ con ăn thử cái đó hả? Cơm the thôi. Vẫn thích bánh này nhất, chưa ăn mấy bánh kia nhưng mà hổng lại thì cũng cho ăn lai rai thì cũng thấy bánh đó thích. Đó, còn cái bánh này là cái bánh bầu ngư gì đây nè các bạn. Đó, nhìn thì thấy cũng mẹ cắt bự quá. Mẹ cắt bự quá hả? Tại con biết sao không? Nếu mà mẹ không cắt bự á là nó nát lắm, phải có daddy mới được. Daddy cắt rất là khéo. Ông xã mình á, một cái miếng bánh như thế nào, một cái bánh anh sẽ cắt ra làm 8. Thì nó nhỏ mình ăn, anh nói là ăn nó phải thanh tao rồi cắn nhỏ nhỏ, nhai chậm chậm rồi uống trà. Mà mình á thì mình làm rụp 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 mình cắt. Con gái mình chê. Rồi thôi kệ, ăn đỡ đi con. Ăn thử của cậu Thành. À chia ăn thử của cậu hai ha. Rồi, mình cầm cục bánh mà mình thấy ngán quá tại bự thiệt. Mẹ rồi. Con share. Ừ, share hả? Một chút con mẹ, mẹ còn bệnh nha, con ăn coi chừng con lây bệnh với mẹ. Ừ, ăn thử. Ừ. Các bạn biết không? Bây giờ bên đây á người ta cũng kiêng cử đường lắm, người ta soạn bánh trung thu lắm. Thì bánh trung thu rất là đường, là đường. Con gái mình thấy mình mua bánh trung thu về, con gái nói hoài, mẹ ơi mẹ, mẹ coi chừng nha, mẹ đừng có cho ba ăn nhiều bánh quá. Một cái bánh trung thu mà chỉ là cái bánh hạt sen thôi đó. Nhưng hạt sen thôi phải không con? Mà bao nhiêu? Nói coi. Khoảng about 5 cái cánh gà ra. Cái đùi, 5 cái đùi gà chiên phải không? Gà chiên. Con nhỏ nói là mẹ cho ba ăn một cái bánh hạt sen thôi chứ không phải là thập cẩm như thế này nha các bạn. Là cái calorie á, là tương đương bằng 5 cái đùi gà chiên. Mà hạt sen thôi mà mẹ cho ba ăn cái này nhiều. Tại ông xã mình rất là thích cái loại hạt này, thập cẩm như thế này. Cái mình mới nói thôi kệ đi con, một năm có một lần cho daddy ăn đi nhé. Ăn nhiều không có tốt. Năm nay cũng vậy nữa, mẹ mình cũng dặn mình hoài là con ơi con, chỉ mua đủ cho mẹ cúng thôi nha, không mua nhiều. Tại vì mình có thằng em trai Út nó cũng rất là thích ăn bánh trung thu luôn. Trung thu năm nào là thì ăn cũng mẹ mình cắt lại thì ăn hết luôn. Nhưng mà năm nay mẹ mình cũng thấy đường quá nên mẹ mình cũng dặn con mua đủ cho mẹ cúng thôi, không có mua nhiều, đủ cúng ông bà, cúng Phật thôi, mua chút chay chút mặn. Nên mình cũng không có mua nhiều, năm nay mình cũng không có mua nhiều. Nhưng mà có anh hai cho, anh hai chị hai cho, rồi bạn bè cho nữa. Thật sự cái hiệu bánh này cũng ngon đó các bạn. Họ làm tại chỗ, họ nướng á, cho nên là nó môi. Còn những cái chợ mình mua ở chợ á thì người ta làm hàng loạt rồi người ta chuyên chở, người ta bỏ mối vô cái chợ các tiệm thì bánh nó khô. Còn cái tiệm bánh mà mình mua mình ăn á là người ta làm tại tiệm, người ta nướng hàng ngày cho nên là bánh nó môi sống. Cho nên mẹ mình dặn là có mua bánh trung thu thì phải mua tiệm này. Cho nên là mình thường năm mỗi năm mình hay đi mua tiệm này cho mẹ lắm. Con không thích cái loại nách, con chị không có thích cái loại mà có thịt. Dạ hả con? Dạ. Như là nít không hả? Rồi chai hả? Dạ. Nhưng mà con ăn cái này là con thử miếng nhỏ đi, rồi cắt ra. Con không có thấy thịt đâu, con không có feel được thịt đâu. Con thích ăn có trứng không? Cái của cậu hai cũng ngon. Ngon ngon lắm hả con? Dạ. Bởi vì cậu hai thấy ngon quá, cậu hai mới mua cho mỗi nhà một cái á, của cha. Đó, các bạn thấy không? Kêu mình cắt là vụng ra hết, con đỡ đi con. Rất là tiếc ông xã mình không có tham gia cùng với tụi mình á. Ông xã mình mà cắt cái bánh trung thu á hả, rất là khéo. Anh để lại là các bạn cứ tưởng tượng như là bánh chưa bao giờ được cắt á. Khá khéo lắm. Cũng ngon hết chứ không. Đúng là nói ăn bánh trung thu mà không uống trà nóng á thì thật là một cái sự thiếu sót hả con hả. Con gái mình đó các bạn thấy không, mình trend sao không biết nữa mà ăn đồ Việt Nam rất là giỏi luôn. Đi học xa nhà 4 năm về đi học vẫn ăn đồ ngoại quốc bình thường, nhưng mà về nhà ăn đồ ngoài Việt Nam với ba mẹ là ăn rất là giỏi. Tội nghiệp với đứa con nít ở đây hả các bạn, không biết trung thu là gì hết. Hồi mình còn nhỏ trung thu vui ghê á. Mình còn nhớ hồi đó mình còn nhỏ đó, mình vừa ăn nhìn kể chuyện cho các bạn nghe. Hồi mình còn nhỏ trung thu á, thật sự ra là mấy anh em của mình á không có được đi ra đường chơi trung thu. Nhưng mà năm nào cũng vậy hết, sắp sửa trung thu còn khoảng chừng 2-3 tuần đó là mình nôn lắm. Ngày nào mình cũng chờ ông ngoại về á, hoặc là ba mình đi làm về á là chở tụi mình ra Đồng Khánh á. Chắc các bạn cái thời tuổi của mình á nha biết Đồng Khánh là nổi tiếng về bán mấy cái lồng đèn.
là ngày nào mình cũng nôn hết. Có nhiều khi ông ngoại với ba mình về á, tại vì nhiều khi mình ở nhà thì mình ở không ở chung với ông bà ngoại, nhưng mà thường thường mỗi lần như vậy thì ba mẹ mình sẽ chở tụi mình xuống nhà ông bà ngoại để cùng với ông cậu út của mình á đi mua lồng đèn. Mà nhà ông bà ngoại mình thì ở quận 5 cho nên là rất là gần Đồng Khánh á. Cho nên là mình nôn lắm, có nhiều khi về ba nói ô hôm nay trễ quá rồi con, để ông bà ngoại nghỉ thôi, để ngày khác rồi mình đến thì mình rủ cậu đi mua ba lồng đèn. Ngày nào mình về mình cũng nhắc ba hết, ngày nào cũng dặn ba, ba đi làm về sớm nha ba, ba về ba chở tụi con đi mua lồng đèn. Mà các bạn biết không, trong lúc mà chuẩn bị mà để đi mua lồng đèn hả, là mình mơ đủ thứ hết, mình nôn nao, mình không biết là một hồi nữa mình đi ra cái chỗ bán lồng đèn á, mình sẽ lựa cái lồng đèn như thế nào nữa, mình mơ đủ thứ hết. Mình sẽ mua cái con bươm bướm, hay là mua con cá chép, hay là mình mua cái lẵng hoa, hay là mình mua cái đồng tiền. Còn em mình thì suy rất là simple, suy không suy nghĩ gì hết, nói không sao, nói chừng đó em ra rồi em lựa thôi. Còn mình mơ mộng đủ thứ á, mình chờ đến khi mà mình được ra cái chỗ bán lồng đèn. Mà các bạn biết rồi, lúc đó là trước năm 75 á, Đồng Khánh mà mùa trung thu rất là đẹp, rất là vui. Nghĩa là nguyên một cái dãy phố đó người ta bán lồng đèn luôn ha. Rồi người ta treo đèn kéo quân, rồi người ta treo, người ta làm hấp dẫn lắm con, mê lắm kìa. Với mẹ với lại mấy cậu với lại ông Bảy của con á, là nôn nóng lắm, được là chở tới đó. Các bạn biết không, là mình nôn nóng lắm, mà mấy dì của mình lúc đó cũng còn trẻ lắm, mấy dì mới nói là con nhớ nha, đừng có lựa giống như là năm ngoái nha, lựa giống như năm ngoái rùm rà quá dễ cháy lắm. Thế mình nói dạ. Vậy mà các bạn biết không, đến khi mà ra cái tiệm bán lồng đèn rồi là coi như là đầu óc của mình nó quay cuồng á, mình nhìn mình không còn biết gì hết trơn á. Cái là mình lựa, mình còn nhớ cái năm đó mình lựa một con bướm bướm bạ, nó thù lù vậy nè, cũng kia. Rồi á, xung quanh nó là nó có mấy cái lông á, con biết không, người ta đính lông lên á, bư thù lù. Mà lúc đó mình nhỏ xíu à, mình ống nhôm mà mình cầm cái con bướm bướm bự. Lúc mà mình sắp về nhà, mấy dì của mình cười quá trời, nó ủa hồi nãy nhớ là con dặn là con sẽ mua một cái lồng đèn bình thường lắm, sao bây giờ con giác thì con mua bướm bà vô mà. Mà các bạn biết không, nó càng màu mè, nó càng rùm ra thì nó lại càng khó sách chơi lắm. Còn em của mình, em gái của mình thì chỉ là một con cá chép thôi đó. Em gái của mình rất là simple, con cá chép. Còn mình nhớ lúc đó mình chưa có em út, mình chưa có sinh ra. Còn anh hai mình thì mua con cọp đó đó. Thế còn cậu út của mình mua con gì ta, hình như là mua con thỏ hay gì mình cũng quên rồi. Cái là thế, làm các bạn biết không, mình cái ba mình mới mua một hộp đèn cầy như là cả trăm cây vậy đó. Cái là chia ra, chia nhau cái đốt. Mà lúc đó mình không có được ra đường chơi cùng các bạn đâu, trong xóm ha, thì mình phải chơi trong nhà. Thì nhà mình cũng có sân như nè. Cái là mình đốt đèn lên, cái là mình mới gắm lên, giống như mấy cái này nè con. Đây cái lồng đèn, tại Cookie cứ nhớ cái lồng đèn thôi, nó có cái cây. Nó có cái cây, cái mình phải gắm lên, mình nhét vô mấy cái kẹt cửa hay là mấy cái kẹt cây cho cái sân vậy đó. Cái đốt mà nhiều khi các bạn biết gắm như vậy, nhiều khi cái lồng đèn nó gió nó thổi cái nó ngã xuống cháy. Trời ơi, mỗi lần mà cháy lồng đèn, trời ơi mình khóc quá trời quá đất luôn, mẹ khóc. Mà mong cho mau đến ngày hôm sau để anh chị biết không đi mua cái lồng đèn mới. Mình nôn lắm đó. Đó là những cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất cái thời mình còn nhỏ đó. Còn mấy đứa này tội nghiệp lắm, hồi Michelle còn nhỏ đó thì mình cũng mua lồng đèn rồi mình cũng treo. Hồi đó mình còn ở nhà bên kia, mình cũng treo rồi mình cũng mong cho con nó có một cái khái niệm chút đỉnh về Tết Trung Thu. Nhưng mà ở đây là như vậy thôi, không có biết gì hết ngoài như vậy. Ăn bánh Trung Thu rồi ở nhà cũng chơi rồi đông có, không có lối xóm gì hết. Mẹ uống trà. Mẹ uống trà. Uống hết rồi hả? Dạ, gần hết. Nó ngủ em. Ngon quá hả con? Trà mẹ pha cũng ngon. Nhà các bạn coi nè, trứng quá chừng luôn, bự. Mình mua một trứng thôi, tại vì mình mua trứng nhiều quá, ăn toàn thấy trứng không mà không có thấy mấy cái nhân khác á. Cho nên là bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi, mình mua một trứng để mình còn ăn những cái nhân khác nữa. Chứ mà mua hai trứng rồi cái ăn toàn cái trứng không à. Con ăn cái bánh mà con thích nhất đi. Dạ. Lấy đi, con thích bánh nào con lấy đi. Đó. Đó. Bánh nó là con mình thích nhất trong năm nay. Không biết năm sau sao mà có. Năm sau sao mà có. Tại vì người bạn của mình á có gia đình ở bên Hồng Kông á, rồi thỉnh thoảng xin qua bên đó xin thăm á. Rồi xin thăm thì sau năm nay xin thăm nhằm cái mùa Noel á, cái mùa Trung Thu, cái gì biết mua về tặng cho mình á.
ngon quá. Cái này mà ăn chúng nhầm cái miếng thịt không biết phải bầu ngư hay gì á, mà nó mặn mặn mà nó có cái mùi đậm đà cái cũng á. Ngon kia. Nó nguyên chất á con, hạt sen nguyên chất á. Còn cái miếng này á các bạn, mình mới hình như mình mới ăn được, cắn nhầm cái miếng bầu ngư hay sao á, cho nên là mình thấy nó dai dai mà nó có cái mùi biển biển mặn mặn, cái mùi của khi mà mình ăn seafood mình thấy á. Vậy là nói chung là họ cũng có bỏ bầu ngư thiệt chứ không phải là họ chỉ quảng cáo thôi ha các bạn ha. Ngon lắm. Rồi. Chắc nhiều quá mà hai mẹ con đâu có hết đâu. Để dành cho ba. Ừ, để dành cho ba. Rồi, cũng lấy với con. Mờ mới kiếp. Mờ mới kiếp. Khói trà lên mờ mới kiếp con gái luôn. Ăn đi con. Hôm nay mới thi cử xong á, mới ra ngồi với mẹ chứ bình thường giờ này là học bài không à. Vô phòng học bài, ba mẹ làm gì làm ở ngoài. Mình nói với con gái chứ, thấy con cũng thương quá. Ông bà ngoại với mấy cậu cũng gọi qua thương hoài à, nói mấy cứ kia học hoài, học never end luôn. Nói thì còn trẻ quá mà, mới có còn trẻ thì phải ráng học chứ, còn học được thì cứ học, cho nên là vẫn tiếp tục học. Ra trường 4 năm rồi về nghĩa là nghỉ, không có nghỉ luôn á, tại vì con mình ra trường thì cũng đang làm ở trên chính trường á, rồi làm xong cái thơm đó là về, là về đây lấy lớp học tiếp liền luôn. Cho nên là thôi mình cũng khuyến khích con đó, thì cho nên là mấy năm trung thu vừa rồi là hai vợ chồng lủi thủi cúng rồi ăn một mình thôi. Năm nay thì có cookie, nhưng mà ngay cái ngày trung thu thì con mình có test á, mình cũng bệnh nữa, cho nên là đến ngày hôm nay mình mới chia sẻ cái cuốn video mình ăn bánh trung thu cho các bạn mà vẫn thiếu một thành viên, đó là ông xã của mình, ảnh còn bệnh đó. Rồi bây giờ thì cái cuốn, cái clip ăn bánh trung thu, gọi là ăn bánh trung thu trễ của hai mẹ con của mình tới đây tạm chấm dứt nha. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn video sau ha.